Cô thư mến chào tất cả các em học sinh khối lớp 1. Hôm nay cô sẽ đồng hành cùng các em trong môn học hoạt động trải nghiệm ở chủ đề 2, Một ngày của em, tuần 4, bài Để mỗi ngày là một niềm vui. Và để bắt đầu cho buổi học ngày hôm nay, cô mời các em cùng cô khởi động bằng cách hát và vỗ tay theo giai điệu của bài hát Đi học về. Trong bài hát vừa rồi, các em thấy các bạn nhỏ của mình vừa đi đâu về nhỉ? Khi đi học về, các bạn nhỏ có hành động gì đáng khen? Trong bài hát, các bạn nhỏ của mình rất ngoan phải không nào? Đi học về, các bạn ấy biết lễ phép chào ba mẹ của mình. Các bạn hãy học theo sự lễ phép của các bạn nhỏ ấy nhé. Các em thấy khuôn mặt của các bạn ấy có vui không nào? À, trong clip, chúng mình thấy khuôn mặt của các bạn ấy rất vui và ba mẹ của các bạn ấy cũng rất vui và tự hào về sự lễ phép của các bạn nhỏ. Vậy các em có muốn mỗi ngày của mình cũng nhiều niềm vui giống các bạn nhỏ ấy không? Để mỗi ngày của mình thật là nhiều niềm vui, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu các hoạt động trong bài học ngày hôm nay nhé. Cùng cô đi vào hoạt động 1, khám phá. Các bạn hãy quan sát những bức tranh dưới đây và trả lời câu hỏi em cảm thấy thế nào khi được tham gia các hoạt động dưới đây. Hãy cùng cô quan sát bức tranh 1. Trong tranh chúng ta thấy các bạn nhỏ đang làm gì? Các bạn ấy có vui không nào? Ở bức tranh số 1, các bạn nhỏ của mình đang đi qua cầu khỉ đó các em ạ. Khuôn mặt của các bạn ấy rất vui phải không nào? Các em đã được đi cầu khỉ bao giờ chưa? Các em biết không, cầu khỉ thường có ở những tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Cầu khỉ được người dân bắc qua con kênh, rạch để thuận tiện cho việc đi lại. Khi đi cầu khỉ, để an toàn, ta nên bám vào tay vịn ở cột để tránh bị té ngã, rất nguy hiểm. Mời các em cùng cô quan sát bức tranh số 2 nhé. Trong bức tranh này, chúng ta thấy các bạn nhỏ đang làm gì? Các em có thấy các bạn ấy cảm thấy thích thú với hoạt động này không nào? Trong bức tranh số 2, chúng mình thấy các bạn nhỏ đang chơi thả diều. Khuôn mặt của các bạn ấy rất vui vẻ đúng không nào? Thả diều là một trò chơi rất thú vị, có thể giúp chúng ta rèn luyện sự dẻo dai, rèn sức khỏe đó các em ạ. Mời các em cùng cô quan sát tranh số 3 nhé. Trong tranh số 3, gia đình bạn nhỏ đang đi đâu vậy nhỉ? Mọi người trong gia đình có vẻ mặt như thế nào? Trong bức tranh này, chúng ta thấy cả gia đình bạn nhỏ đang rất vui khi đi tham quan sở thú cùng với nhau nè. Các em đã từng đi sở thú với gia đình của mình chưa? Khi đó các em cảm thấy như thế nào? Các em hãy nói cho ba mẹ nghe về cảm giác của mình khi được tham gia đi chơi cùng với gia đình nhé. Trong cả ba bức tranh trên, chúng ta thấy rằng các bạn nhỏ cảm thấy rất vui vẻ khi được tham gia các hoạt động cùng với nhau. Các em cũng nên tham gia các hoạt động cùng với gia đình và chơi những trò chơi vận động phù hợp để nâng cao sức khỏe của mình nhé. Thường ngày khi ở nhà, các em thường làm gì? Hiện nay có rất nhiều những bạn nhỏ thường xem phim, chơi trò chơi trên điện thoại cả ngày trong những ngày nghỉ. Vậy điều đó có tốt cho sức khỏe của mình không? Để trả lời cho câu hỏi này, cô mời các em cùng cô xem một video nhé. Sau khi xem clip, các em đã thấy được tác hại của việc xem TV và chơi điện thoại nhiều rồi đúng không nào? Vậy để tốt cho sức khỏe, chúng ta cần làm gì? Để tốt cho sức khỏe, chúng ta cần tăng cường tham gia các hoạt động vận động, hạn chế sử dụng các thiết bị điện tử. Bây giờ, cô và các em sẽ cùng nhau bước sang phần luyện tập nhé.
Chúng ta hãy cùng nhau quan sát các tranh dưới đây để biết muốn mang lại niềm vui cho mọi người, chúng ta có thể làm những gì nhé. Ở đây bạn nhỏ này đang đọc sách cùng bố mẹ đó các con. Con có thể lựa chọn một quyển sách mà mình yêu thích, đọc cùng bố mẹ, chia sẻ những điều hay, thú vị, bổ ích, cũng chính là mang lại niềm vui cho nhau. Nếu có chữ nào con chưa đọc được, đừng lo lắng, mình cũng có thể nhờ bố mẹ đọc cho mình nghe, sau đó mình lặp lại, qua đó rèn năng lực đọc của mình, giúp cho mình tiến bộ nhiều hơn. Và tình cảm gia đình cũng ngày càng được vun đắp, yêu thương nhau hơn. Một việc làm đơn giản có thể mang đến niềm vui cho người thân, đó là chúc mừng sinh nhật họ. Với tình cảm yêu thương chân thành, chúng ta có thể gửi đến người yêu thương của mình những lời chúc tốt đẹp, một món quà xinh xắn. Nếu món quà đó là do chính tay mình tự tạo ra, như một bức tranh vẽ hoặc một tấm thiệp để tặng cho người yêu thương vào dịp sinh nhật, thì cô tin rằng những người thân của mình, những bạn bè xung quanh sẽ rất hạnh phúc. Để đem lại niềm vui cho mọi người, chúng ta cần thể hiện tình yêu thương bằng lời nói và việc làm phù hợp với lứa tuổi. Cuối tuần các con thích làm những việc gì? Để tìm hiểu thêm các hoạt động vào những ngày cuối tuần cùng gia đình, cô mời các con cùng sang phần mở rộng. Con thích những hoạt động nào cùng với gia đình vào cuối tuần? Đi chơi biển, về quê thăm ông bà, hay đi công viên sở thú? Con hãy mạnh dạn nói lên ý kiến của mình cho bố mẹ, người thân trong gia đình nghe nhé. Con nên nói rõ với ba mẹ về lý do mà mình muốn có hoạt động đó. Ví dụ, con nhớ ông bà, con thích chơi cùng ông bà, thích được tắm biển, hay thích ngắm nhìn tận mắt các con vật trong sở thú. Sau đó con nên cùng ba mẹ chuẩn bị chu đáo cho kế hoạch chuyến đi này. Các con hãy chủ động lắng nghe, kết nối với gia đình, tích cực tham gia các hoạt động trải nghiệm cùng với gia đình. Đó cũng chính là mang lại niềm vui cho bản thân và mang lại niềm vui cho những người thân yêu xung quanh mình. Sau đây các con hãy thực hiện tự đánh giá những điều con đã học và làm được nhé. Nếu con thực hiện được những việc đem lại lợi ích và niềm vui cho bản thân, con hãy đánh vào các ô thích hợp với các mức độ tốt, đạt hoặc cần cố gắng. Nếu con đã đem lại được niềm vui nho nhỏ cho những người khác, con hãy đánh vào các ô thích hợp như tốt, đạt hay cần cố gắng. Bài học ngày hôm nay của chúng mình đến đây là kết thúc rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bài học tiếp theo. Xin tạm biệt!